xin chào các bạn. Thì hôm nay là một ngày cuối mùa đông rồi nên Tài sẽ đi vào công viên để đi dạo, với lại là sẽ đi hái cái tồi gấu về ăn luôn ha. Thì mọi người theo dõi video này cũng coi ha. Còn ở đằng kia là cái cây may mắn á, cũng giống như Việt Nam mình, mọi người viên lên xong rồi treo lên như vậy á. Ở đây là một cái công viên trong một thành phố lớn. Cái mà Tài thích nhất ở đây là kiểu người ta vẫn để nguyên như vậy, chứ không có chặt cây đi, mà xoay cái này xoay cái kia, thì ra cảm giác mà vô trong này thoải mái lắm mọi người. Giờ là mùa đông á, thành ra mình thấy cảnh nó buồn lắm, nhưng mùa xuân hoặc là mùa hè cảnh đẹp lắm. Lúc nào mặt trời nắng ấm lên á thì Tài thấy chỗ cầu này có nhiều người ta tụ tập để chơi này, rồi có ban nhạc tới hát hò rồi vui lắm kìa. Bây giờ tụi mình đi dọc theo cái đường này để mà vô hái tỏi gấu ha. Thì hồi giờ Tài cũng không biết cái tỏi gấu nó ra sao, chỉ nghe mọi người nói là nhìn cái lá nó to to lên xong rồi bò cái lá đó, rồi nghe cái mùi tỏi đó thì đó là cái lá tỏi gấu. Thì ở Việt Nam không có, và Tài đây cũng là lần đầu tiên Tài đi hái tỏi gấu luôn. Thì mọi người xem trong những Tài được biết cái tỏi gấu như thế nào nha, nghe nói em rất là ngon luôn á. Ở hai bên đường á mọi người, mình tưởng là cỏ dại nhưng mà đó là cái tỏi gấu á, nó mọc rất là nhiều luôn, nhưng mà đừng có hái ở chỗ hai bên dọc bên đường nha. Thường thì người ta hay dẫn thú cưng đi ngang qua đó lắm á, người ta cẩn thận ha. Đây này mọi người, đây là cây tỏi gấu nha. Ở trong cái gốc của người Việt Nam mình ở nước ngoài đó, có chia sẻ là cái tỏi gấu này rất là tốt cho sức khỏe, mà cũng rất là ngon giòn nữa. Mình đi sâu sâu vào bên trong xíu hái cho nó sạch nhé. Nhiều người luôn, mọi người nó mặc nguyên cả cái khu công viên này luôn á. Ê, cái này là nấm mèo nè mọi người. Mấy cái cây mà nó chết rồi nè thì thường có nấm mèo nó mọc ở trong đó lắm. Nấm á, giờ mình hái nha. Này nè, nhiều ghê á. Mình nấm heo quá mọi người. Mấy cái cây mà nó chết rồi á, thường nấm ở trên mấy cái cây này nè.
con này mọi người nhiều ghê không? À, bây giờ tại hái tỏi gấu ha, thì cái lá tỏi gấu này người ta thường hái vào mùa xuân trước khi nó ra hoa. Cái lá tỏi gấu này tại nghe nói là nó rất là tốt cho sức khỏe này, nó chữa bệnh cảm cúm, với lại là giàu vitamin C gì đó, ăn rất là ngon nữa. Thành ra vào mùa xuân người Việt Nam và ở bên Đức người ta thường đi hái rất là nhiều. À, Tài đã hái được một ít nấm với lại lá tỏi gấu rồi, bây giờ đi về nhà để mà chế biến nó ăn ha. Nấm mèo á, mọi người nói là phải về nhà phải rửa sạch rồi phơi khô thì mới ăn được, chứ còn ăn tươi là nó dễ bị trúng độc lắm mọi người. Sau một đêm mình bỏ lên lò sưởi và đây là kết quả của mình đây. Cái lá tỏi gấu mọi người có thể thấy nè quý vị, ngon lắm quý vị ơi. Thì video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tài nha. Những bạn mà ở bên Đức, đặc biệt là ở Leipzig đó, nó lá tỏi gấu nó mọc ở nhiều nơi lắm, ở công viên hoặc là khu rừng nào đó, thì các bạn dễ dàng tìm thấy lá tỏi gấu này đó lắm, mà ăn rất là ngon nữa. Thành ra mọi người muốn thái gì là ăn nha. Thì video hôm nay là kết thúc. Chào tạm biệt mọi người ha.